ơi, hôm nay mình đang đến ở chỗ chùa Phú Tức để xem chiếc ghe ngon của Hà Thủy đem ra đây để trên dọc sông ở cầu Phú Tức này coi. Xin nhận mời các bạn theo dõi giờ này. Bây giờ thì các em chúc bạn và ở một chút chân ở đây gặp lại các bạn. Hai chục phút ở đây. Xin nhận mời các bạn theo dõi giờ này các bạn. Bây giờ thì sông nước miền Tây đã đến chùa ở Phú Tức để xem cái hai chiếc ghe ngon của chùa đang ra với sân ngoài các bạn. Thì hiện hôm nãy giờ là do cái đường trong kinh nó rất là khó khăn, cho nên di chuyển rất là mệt. Cho nên bây giờ thì đã được giải làm dọn đường đã được đi ra. Bà con ở đây đông các bạn để xem nghe ra các bạn. Bà con ở trong thôn xóm mình cũng rất là đông. Rất là nhiều vấn đề mà xem ghe ngon đầu cuối ra ở trong cái kinh nhỏ đó các bạn, để mình ra ngoài tập bơi thử những ngày đầu đó các bạn. Đây là chiếc ghe bắt đầu hạ thủy xong đó các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy chiếc ghe của chùa Phú Tức ở đầu con rồng xanh ở luôn ở trong cái kinh nhỏ để ra sông lớn để chuẩn bị tranh tài các chỗ ghe áo cao bọc 2020 xong bịch cano các bạn. Đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp các bạn. Nghe đã nè rất là khó đó các bạn. Rất dài dài các bạn, ra đây khó các bạn, rất dài các bạn, rất là khó đi ra. Đây bây giờ ghe đã được qua một chiếc. Khi mà di chuyển từ ở trong kinh ha thì gặp khó khăn các bạn. Đây là con sông chuẩn bị đi ra chỗ cầu Phú Tức 2 các bạn. Thì hiện giờ bà con mình đứng để cổ vũ đội ghe của người Phú Tức các bạn rất là đông. Đây bà con đứng hai bên trên hai bên. Bây giờ mưa các bạn, bây giờ mình sẽ kéo đò để che lại. Đây thì một chiếc ghe đã ra nữa các bạn. Đây thì một chiếc nữa, còn hai chiếc ghe một lượt đó các bạn, nhưng mà rất là khó khăn đó các bạn.
xong rồi chúng ta đi mời. Bây giờ thì các con hội viên và bà con nhân viên đến ở khu vực bờ sông này rất là đông các bạn. Sau khi mà nghe được hòa thủy thì đã được ra ngoài sông lớn các bạn nèo. Khi mà di chuyển ghe ra đây rất thuận tiện các bạn, tại vì trong các kênh nhỏ kia bên đây là do sư thầy đóng và đẹp đây, người ta đang đeo dây lại rồi ngọn khỏi là chạy bơi thử là người ta qua chiếc ghe bên kia đó các bạn. Rồi cái chỗ mấy anh em đang bơi thử trên ghe kia, chiếc ghe này là để đưa vào thi đấu chính thức các bạn. Đang giờ đeo và chiếc ghe này là được thi đấu chính thức. Còn chiếc ghe ca sẽ là đem ra bơi bơi dưới sông các bạn. Đây các bạn ơi, có giờ này thì bà con mình lại cổ vũ cho ghe của chúng tôi rất là đông các bạn ơi. Dù cho hiện giờ là trên trời đang có rất mưa nhưng bà con mình cũng đến cổ vũ cho đoàn ghe vì tinh thần thể thao của lễ hội áo bồng của mình sắp trăng các bạn. Ghe ngồi được xanh đã được xuất hiện trong dòng sông này nữa rồi. Và đây bây giờ các anh
anh em đã xuống ghe chuẩn bị bơi ra sông Macaro để tập dượt trên dòng sông lớn các bạn. Bây giờ thì các vận động viên đã xuống ghe ở trên sông Macaro các bạn. Bà con cũng ở trong không sớm ở trong chuồng phút tức ra cổ động viên cho các đội anh em. Và những vận động viên thôi, quá đông. Đông. Rồi bây giờ sông nước miền Tây xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào và hẹn các bạn vào những video sau của mình nhé. Hôm nay thì chỉ hai chiếc ghe ngò của chùa Phú Tức đã được ra sông lớn và còn để chuẩn bị cho những cái tay bò dầm để tập bơi và chuẩn bị đưa vào thi đấu đó các bạn. Rồi bây giờ mình cũng xin hẹn là các bạn vào những video sau. Các bạn xem nếu có hay thì cho mình một like và một sub, có thêm động lực để làm những video nhiều hơn, gần ra nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Chúc cho quý khán giả và các bạn một ngày mới vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại những video sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.